được cả bố cả con. Mình bảo là thế thì mẹ hoặc là vợ ông này là cũng dù thực dạng là cũng bết bát đấy, thật. Thấy khổ chưa, ông thấy khổ chưa, nhận thức mà nó không được tốt thì... Thôi được rồi, cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Hôm nay nó cũng hơi quấy như thế nhưng mà không có việc gì đâu, không tôi cũng không rủ ông ấy đánh nhau đâu mà sợ. Ông nào chưa hiểu chuyện gì tí nữa xem lại video. Đôi khi chúng ta thì thực ra trong cuộc sống nó đã rất là mệt rồi, chúng ta lên mạng xã hội nói chung là không giúp đỡ được ai thì làm ơn hiểu cái điều người ta muốn chia sẻ đã. Cái thứ hai nữa là nếu mà không giúp đỡ được thì đừng lôi bố mẹ người ta vào, đừng làm hại người ta. Tôi nói thật. Còn hôm nay có cái bạn nam kia, bạn nói rất lịch sự. Đấy mà tôi chụp ảnh màn hình, người ta nói rất lịch sự. Chứ người ta không như cái ông chả biết cái mẹ gì kìa. Cái cho đào mới quất là văn hóa truyền thống của dân tộc. Xong rồi bảo mình là mình định thay đổi, là trồng mộc nan thay vì trồng đào. Tôi bảo là tôi chỉ nói trong cái video của tôi là người ta đang thích mua cây đào. Cái mộc nan này vừa đẹp độc lạ, giá lại rẻ hơn, nhưng người ta đéo mua. Tôi chỉ nói như thế, tôi có bảo nó không mua đâu. Tôi có bảo là thôi các ông thay hết đào quất đi bằng cái cây mộc nan đâu. Xong nó nái mẹ vào là văn hóa truyền thống của dân tộc. Với cả ông hàng xóm đẹp trai hơn bố mày, sao mày không mang về mà thờ, mà mày lại thờ bố mày. Nó nuôi bố mẹ mình vào, thế mới tải. Xong nó lúc nào cũng văn hóa truyền thống của dân tộc. Ông nghĩ gì đâu, tôi chẳng nghĩ gì, nói thật. Ngay cả vấn đề 7 năm trước đến tận bây giờ, ông nào làm quất, làm đào, làm mai là hiểu những gì tôi nói. Tức là người ta đã quen mình, người ta đã biết rồi, người ta còn hỏi mà. Đấy vừa rồi ba ông Hoàng Trạch đấy, hai ông Hoàng Trạch, ông mua 4 cây mộc. Tôi bảo trồng cái này được, giá nó đang được. Xong rồi có gì thì ông cứ theo dõi tôi. Có cái gì hay hay, ví dụ như là nhài kép mấy cả nhài Nhật, nhài Nhức, thì có thể ông không cần phải trồng quất để cứ... gọi là tôi nói như thế này là các ông trồng quất mới trồng bưởi hoặc là các thứ là hiểu thế này. Mình có nói hơi bố bã nhưng ông ấy hiểu. Nếu mà bây giờ nhà các ông, đây là câu nói này đã lặp lại 3 lần ở cái video này. Nếu các ông đang trồng quất mà 23, 24 Tết, hôm nay 24 Tết, nhà các ông còn ế một luống, thì bố có để em bé hôm nay tự nhiên có khách đội nắng đội mưa bảo anh đang ở đâu, em đang ở vườn quất của anh, có phải anh còn một luống không? Thì kiểu mẹ thì anh cứ ở đấy em phi ra ngay. Đấy, nhưng mà mộc hương lại khác, đúng không? Mộc hương là khác. Mộc hương ví dụ như bạn gọi tôi vào cái loại mà anh đăng là 150-10 cây, anh có ở nhà không em đến? Lúc ấy tôi không có ở nhà, tôi có ở nhà thì tôi sẽ ra. Nhưng nếu tôi đang bận ỉa thì các bạn chờ tôi ỉa xong đi đã. Nhưng mà phải những ông mà đang quất nhá, cố gắng dặn cho nó xong. Đấy. Còn nếu mà tôi đang dẫn con tôi đi chợ Tết nhá, hôm nay tôi không có nhà, mai đến được không? Hoặc ngày kia đến được không? Bẵng đi mà người ta không ấy ra riêng lại bảo cái loại 150 bây giờ anh bán như nào, hoặc là anh có bán cho em 10 cây. Ô không, đấy là 150 là trong Tết, bây giờ cây nó lớn hơn rồi phải 250. Nhưng quất đào không thể được như thế, tôi mới phân loại vào hàng thời vụ Tết, phải bán trong Tết, phải bán trước Tết, càng sớm càng tốt thì càng được giá. Đợi đến 23-24 này khó, nói thật. Đấy, nó là hàng thời vụ thì nó cũng là cái câu chuyện của người người sản xuất và người mua. Người mua thì dựa trên hai yếu tố, một là công dụng của sản phẩm mình muốn mua, hai là cái giá thành. Đấy, cái thứ ba nữa cái vấn đề của người sản xuất là luôn luôn đau đáu trồng cây gì, nuôi con gì để đỡ phụ thuộc vào thời vụ. Hoa quả cũng vậy, tôi không làm hoa quả, tôi bán giống. Tức là nếu tôi đã bán bưởi đỏ, tôi chỉ bán cây thôi. Tại vì cây nếu các bạn không mua thì sang năm cây nó lại to, lại bán được cây. Nhiều ông lại cứ bảo là thế thì tao mua về tao trồng để tao lấy quả. Tôi bảo gạt ngay cái vấn đề mà trồng để lấy quả đi. Tại vì hàng ấy lại là hàng thời vụ. Nếu ông trồng từ cây con nó lên cây choai, ông lại bán lại cho tôi. Ví dụ như cây na đài dai này, loan hoặc cây bưởi đỏ, tôi giao cho ông cây nó chỉ như này. Các ông trồng một năm sau nó vút vụt nha. Năm sau nữa nó to như này thì giá nó lại tăng. Nhưng nếu mà ông định hoạch định nó là hàng thời vụ, nếu ông sản xuất quả để ông bán thì thứ nhất là nó lâu, với cái thứ hai khi quả chín mà hôm nay nó chín nhá, mà tuần tới mà không vặt nó rụng là bán cho ma. Trời mưa cũng phải ra vặt quả, phải thuê người vặt, nó là hàng thời vụ. Nhưng mà nếu mà các ông sản xuất giống, các ông sản xuất cây choai để ông bán thì tầm này các ông bán, nếu có khách hỏi mua, nếu mà tầm sau, tháng sau, năm sau cây nó to hơn lại được giá hơn. Đấy là cái hướng mà mọi người làm về cây, kể cả các loại cây cũng thế. Nhưng làm sao mọi người chọn được cái cây nào? Mà ví dụ như là nếu mọi người trồng lúa thì nếu mà phải mua gạo, tức là trồng lúa để lấy gạo, thì các bạn mua gạo còn hơn.
Tại vì nếu mà tính ra chi phí mà để các bạn thuê thợ, từ thợ gặt, thợ cấy, thợ phun, thợ phiếc thì các ông mua gạo còn hơn. Đấy, nó mất công. Thì các bạn thay vì trồng lúa thì các bạn chuyển sang trồng ngô có lãi hơn, mà trồng ngô cao cấp hơn thì các bạn trồng quất nó vẫn lãi hơn. Và nếu mà từ trồng quất mà không ấy thì lại trồng mộc, mộc lại có lãi hơn. Nhưng mà thường là nông nghiệp của chúng ta mang tính chộp giật, cho nên chúng ta không thể ỷ lại ở một cái sản phẩm gì mãi được.